Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Tuyền Ô Tô Cũ Sài Gòn. Các anh chị và các bạn nào tài chính của mình khoảng lanh hoanh 500 triệu đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe 5 chỗ gầm cao, sang trọng, nhiều option, form dáng thì lại trẻ trung năng động thì chốt ngay em này các anh chị nha. Thì bên cạnh Tuyền đây là Mazda CX-3 các anh chị, phiên bản luxury nha. Em này đời 2021, nhập Thái Lan nguyên chiếc, đi khoảng 32-33 ngàn km các anh chị. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 519 triệu các anh chị ha. Em này thì nhớ đăng ký lần đầu là tới tận tháng 11 của năm 2021 và một chủ sử dụng từ đầu tới nay ha. Nói về CX-3 thì Tuyền còn hai chiếc màu đỏ nữa các anh chị. Một chiếc bản luxury như thế này màu đỏ nha, và một chiếc bản premium đời 2022 nữa. Anh chị em mình có quan tâm tới hai chiếc CX-3 còn lại thì alo Tuyền, Tuyền gửi hình ảnh cho các anh chị nhà mình xem ha. Rồi bây giờ Tuyền mời mọi người cùng Tuyền nhìn sơ tổng thể về cái xe này trước, rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe các anh chị. Em này nước sơn màu này là màu xám các anh chị, khá là sang ha. Đấy, không có bị trầy xước nhiều. Tuy nhiên thì xe đã qua sử dụng thì có dăm dăm nhẹ nhẹ một vài chỗ hay là giảm tút ở một vài chỗ không thành vấn đề các anh chị. Quan trọng là chất xe, quan trọng là động cơ máy móc nha. Và em này Tuyền còn hỗ trợ trả góp cho các anh chị nhà mình lên đến 70%. Cần tư vấn chi tiết hơn về thủ tục trả góp như trả trước bao nhiêu, hàng tháng đóng bao nhiêu, lãi suất như thế nào thì alo Tuyền, Tuyền sẽ tính toán cho các anh chị nhà mình kỹ hơn ha. Em này biển Sài Gòn, bên Tuyền thì có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc, nên là các anh chị nhà mình yên tâm đi cận hơn phần nước sơn giúp Tuyền nè các anh chị. Nắp capo không có trầy xước ha. Đây phần cản nè các anh chị. Đèn là đèn bi các anh chị nha, có giải đèn led ban ngày cho mình ha. Form dáng rất là đẹp luôn á, form khá là cưng các anh chị ha. Rồi lớp nè, độ gây gió ở đây thì Tuyền thấy còn khá là sâu nha. Và mâm thì Tuyền thấy không có bị trầy xước gì hết các anh chị. Em này là full lịch sử hãng luôn, nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Đăng kiểm và đường bộ thì hết hạn rồi các anh chị. Các anh chị mình mua xe này mình sang tên, bấm lại biển mới, rồi mình đăng kiểm là đẹp luôn các anh chị ha. Dán phim rồi, tay nắm cửa có nút mở cửa một chạm nha. Rồi tất cả xe bên Tuyền khi bán ra luôn cam kết với các anh chị nhà mình, xe không đâm đụng, không ngập nước, không đại tu động cơ và hộp số, bao test hãng cho các anh chị nhà mình. Và ngoài ra bên Tuyền thì còn bảo hành riêng cho các anh chị 6 tháng hoặc 5.000 cây động cơ và hộp số nữa ha. Đèn hậu phía sau thì còn trông đẹp nè các anh chị, có cam lùi, 4 mắt cảm biến lùi, đầy đủ các anh chị nhé. Đó, nhìn sơ phần gầm giúp Tuyền, sáng đẹp, không vấn đề gì hết các anh chị ha. Cốp thì có T-Bend trợ lực nè. Ở cốp em này thì cũng tương đối các anh chị, bên trong thì có xước sát nhẹ như thế này không đáng kể các anh chị ha. Em này á, là lớp dự phòng thì nhớ hình như là chưa sử dụng luôn các anh chị. Đây, chưa sử dụng ha. Con đội tay quay đồ nghề thì còn đầy đủ các anh chị. Đó, ở tầm giá mềm mềm thì hiện tại nói về những dòng Mazda thì bên Tuyền còn CX-5 nữa. CX-5 2017-2018 giá khoảng 600 đổ về. Anh chị em mình có quan tâm tới CX-5 thì alo Tuyền ha. CX-5 thì to hơn tí các anh chị. Em này ghế da nguyên zin tông màu đen còn căng đẹp ha, sàn nguyên bản, trần nguyên bản, sạch sẽ các anh chị. Vô lăng ở đây là vô lăng bọc da các anh chị ha, khá là đẹp nè, không có bị trầy xước hay là hao mòn gì hết các anh chị ha. Có đàm thoại rảnh tay, có ruy control và lẫy chuyển số trên vô lăng nè. Đi chuẩn là 32.222 km các anh chị ha. Màn hình HUD hiển thị trên kính lái nè. Màn hình zin theo xe dưới này vàng lạnh các anh chị. Cần số còn đẹp các anh chị ha, có chế độ sport thể thao, phanh tay điện tử auto hon. Đây là cái nắm vặn điều khiển màn hình nhé. Rồi bây giờ mình sẽ tiến về phía trước mình kiểm tra phần động cơ các anh chị. Quan trọng vẫn là máy móc và động cơ ha. Anh chị nào mình đang thích cái dòng này, hôm nay thấy được video này có Tuyền nhanh tay liên hệ Tuyền để chúc sớm ha. Em này thì gọn gọn, dễ đi các anh chị. Nó không có to như là CX-5 ha. CX-5 thì quá rộng rồi. Đó, anh chị nào đang tìm xe mà đi phố nè, cân nhắc chốt ngay em này các anh chị. Ốc của nắp capo keo chỉ capo khung sườn, máy móc nguyên zin. Bên Tuyền thì nó không có xe lỗi nên là các anh chị nhà mình yên tâm ha. Anh chị nhà mình có người thân rành về xe cứ dẫn tới kiểm tra xe trực tiếp thoải mái nha. Còn muốn chắc thì cứ mang ra hãng, mình test là chắc nhất các anh chị nha. Thì nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa các anh chị. Mazda CX-3 phiên bản luxury đời 2021, xe gia đình một chủ sử dụng từ đầu tới nay, đi 32.000 km rồi. Dòng này thì nhập Thái Lan nguyên chiếc các anh chị nha. Ở bên Tuyền đang bán xe này với giá là 519 triệu, và giá đây Tuyền báo thì còn bớt cho các anh chị một tí xíu lọc lá nữa khi mà đến xem xe trực tiếp. Anh chị nào thích chiếc này nhanh tay liên hệ Tuyền qua số điện thoại bên dưới ngay ha. Và hiện tại kho xe bên Tuyền còn
còn rất nhiều các dòng xe 5 chỗ các hãng khác nhau. Nhỏ gọn, giá mềm mềm thì có i10 2022 màu trắng siêu đẹp nè các anh chị. Có Vios nha, có cả City nè, hay là Mazda 3, Honda Civic, Hyundai Elantra. Những chiếc xe gầm cao thì bên Tiền đang có Sonet nè, Seltos, Tucson, giá mềm mềm lanh hoanh khoảng hơn 600 chút xíu cũng có các anh chị. Nhà mình mà đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe 5 chỗ như thế nào thì alo Tiền đi, Tiền sẽ tư vấn để các anh chị nhà mình lựa chọn được một chiếc xe phù hợp. Hoặc có thể ở lại bên kênh của Tiền, mình lướt xuống bên dưới để mình xem được nhiều video hơn nha. Còn ưng chiếc này ở tỉnh xa chưa thể lên Sài Gòn xem xe trực tiếp lên được thì alo Tiền, Tiền sẽ tư vấn cho các anh chị cái thủ tục là mua xe online và giao xe tận nhà của bên Tiền, hoặc chốt giá chuyển khoản đặt cọc trước giữ xe đi, rồi nay mai mình lên mình xem xe, để tránh những cái trường hợp anh chị ở tỉnh xa lên không cọc trước thì nhiều khi bên Tiền đã bán mất rồi, thì lại rất là tiếc ha, mất thời gian đi lại của các anh chị, mất chi phí đi lại của các anh chị nè. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.